Hôm nay báo chí cách mạng Việt Nam đưa hình ảnh nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất trang trọng. Đầu tiên hết là đại tướng, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến anh Ba Dũng, và sau đó thì đến ông Lê Hồng Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư. Anh Ba Dũng và ông Út Anh, tức ông Lê Hồng Anh, trông rất quắc thước, khỏe mạnh, tóc đen nhánh. Còn anh Tô Lâm đương nhiên rồi, tóc bạc phơ, giống như là người lúc lò vĩ đại, người thầy, người anh thân thiết của ông Tô Lâm. Như có lần tôi đã nói, bắt trọng sinh thời chỉ thân với bốn người, đó là ông Tô Lâm, người bạn chiến đấu trong công cuộc chống tham nhũng đốt lò, ông anh bạn Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, phụ trách dân phòng tứ bủ, chẳng khác nào công tu sách và bao công phải không, và hai người nữa, thưa các anh chị. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói về cuộc đời đặc biệt đầy thăng trầm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ở đây chúng tôi không đưa ra bất cứ một nhận định gì, điều đó thuộc về lịch sử, và chúng tôi cũng không phải bia chính trị cho ông Nguyễn Tấn Dũng, mà chúng tôi cung cấp một hướng tiếp cận mới về những nhân vật lãnh đạo của Việt Nam, để các anh chị thấy cuộc đời này nó kỳ lạ đến như thế nào. Đúng là thiên mệnh, thưa các anh chị ạ. Nhìn hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi an nhiên tự tại bên cạnh Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Lê Hồng Anh, tôi lại chợt nhớ đến câu thơ của Tố Hữu chúng tôi học hồi còn nhỏ: ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Và nhớ đến một câu sấm tràng trình nữa kìa các anh chị ạ: oanh sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Và tôi xin cam kết nó cung cấp đến các anh chị một góc nhìn tương đối mới và chân thực. Nhiều người sẽ hỏi rằng thằng cha Hoàng Linh này chỉ là một ông lão chạy xe ôm thôi, thì làm gì biết đến những câu chuyện như vậy, thưa các anh chị. Rồi nhiều người nói rằng nếu ông quen biết nhiều, ông Hoàng Linh quen biết nhiều, sao không chinh một chức quan nhỏ nhỏ để sống muôn đời mà lại đi làm những công việc vất vả như vậy, thưa các chị. Chúng tôi bản thân tôi không thể là, người ta có số có nghiệp, thưa các chị, người có số làm quan có máu chính trị, còn tôi chỉ có cái máu gọi là máu lan bạc kỳ hồ thôi, thích đi đây đi đó, thích viết lách, thích chạy xe ôm vòng vòng đấu láo với người này người kia cho nó vui cuộc đời, phải như thế tôi thấy hạnh phúc và vừa đủ là được rồi, thưa các chị ạ. Mua đồ quan trường có khi bây giờ lại nhận cái án 30 năm gì đó thì không có ngày ra. Ngày xưa tuổi trẻ nông nổi, nhưng mà ngày đó nó khác, còn bây giờ khác rồi. Vậy thì cơ sở của chúng tôi là gì? Thưa các anh chị, ông Lê Hồng Anh là một người bầy bạn chính trị cực kỳ gần gũi với ông Ba Dũng. Anh Út Anh, gọi là anh Út Anh, là từng là bí thư Kiên Giang, và sau đó là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, rồi Bộ trưởng Bộ Công an, rồi thường trực Ban Bí thư. Ông là một nhà chính trị lặng lẽ, âm thầm quan sát mọi sự việc và không hề phát biểu, không hề lập ngôn gì cả. Nhưng những cống hiến của ông cho Đảng mà cho nhà nước, cho Bộ Công an thì những người làm trong những ngành này đều biết. Tôi và anh Út Anh là tình bạn tham giao rất thân, thưa quý vị. Hồi xưa chúng tôi đi công tác Kiên Giang rồi quen anh Út Anh. Rồi chúng tôi có người bạn chung nữa giữa anh Út Anh và tôi, có luật sư Phan Thông Anh. Người anh kết nghĩa của chúng tôi là anh Hai Hoàng, anh Phan Thông Hoàng, rồi anh Nam Ấn, rồi Hưng Thôn Chúng Ta. Mỗi lần lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ Hà Nội về, anh Út Anh đều điện thoại chúng tôi, họp mặt nhau. Mấy anh em tôi là người tổ chức mà, đi tìm một cái nhà hàng nhỏ nhỏ thôi, thuộc hệ thống Sài Gòn Tourist du lịch đàng hoàng, công khai, và anh em ngồi uống bia với nhau, ngồi nói chuyện. Thực đơn thì rất đơn giản, gồm có một cái lẩu cá gọc, còn khu vực thì anh Út Anh nó chuẩn bị ở đâu Tiên Giang không biết, anh ngồi anh xé ra, và anh suốt buổi anh nói chuyện, anh nhìn anh cười, anh nghe chúng tôi kể chuyện tào lao, công tác như thế nào, anh ngồi xé khu vực ra rồi cho chúng tôi ăn, rồi anh cười như thế.
Rồi sau đó thì anh về làm bộ trưởng bộ công an, thì lúc đó khó tiếp cận hơn do công việc thôi, chúng tôi gặp lúc nào cũng được, chúng tôi cũng tránh gặp. Thì chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi đêm 30 thôi, tức là đêm giao thừa. Đêm giao thừa kiểu gì cũng phải đến nhà ảnh mà nhậu qua giao thừa thì mới về, nhậu qua giao thừa thì mới về, đại khái là như vậy. Cơ sở thứ hai để chúng tôi hiểu về câu chuyện này đó là tôi chơi rất thân với Tư Thắng, là em ruột của anh Ba và nhiều người nữa trong gia đình anh Ba. Tư Thắng cũng vậy, mỗi lần người kia gian lên thành phố, Tư Thắng thì không có làm gì trong hệ thống nhà nước cái gì, thì tôi cũng mời anh Tư Thắng rồi Hưởng Tôn Chúng Ta rồi Năm Ấn, một số người bạn anh Bảy Hoàng bên quân đội nữa, đi uống bia lai ra chơi. Và anh Tư Thắng này có một cái đặc điểm là khi xong tàn cuộc rồi anh lên chiếc xe lăn của anh thì bắt buộc chúng tôi phải leo lên xe ngồi chung xe với anh. Anh lấy một chai rượu quý ở đâu đó và truyền tay nhau uống, truyền tay nhau uống. Mà trên đường uống, trên đường đi như thế anh về miền Tây thì anh hát cả luôn cho chúng tôi nghe đủ thứ bài, anh hát dở luôn tôi lắm chịu đựng mà nghe, cho đến khi đến Phạm Mỹ Thuận thì chúng tôi xuống xe và quay lại xe, chúng tôi quay ngược lại thành phố Hồ Chí Minh, đại khái nó là như vậy. Rồi rất nhiều người nữa rồi chúng tôi đều quen biết, cho nên chúng tôi hiểu một chút thôi về đời sống chính trị của những cán bộ lãnh đạo cao cấp Việt Nam như thế nào. Trở lại câu chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi dùng chức danh lúc đó khi ông Nguyễn Tấn Dũng, anh Ba Dũng làm thủ tướng, thì trên mạng xã hội lúc đó chưa có Facebook, Twitter, YouTube gì đâu anh chị, chỉ mới có Yahoo 360 thôi, xuất hiện một bài viết rất kinh khủng gọi là Ba Tư Đại Chiến. Ba Tư Đại Chiến, ba ở đây tức là anh Ba Dũng, tư ở đây tức là anh Tư nào đó chúng tôi không biết, cũng là bạn đồng liêu ngang hà phẩm hàm với anh Ba Dũng. Bài đó giống như một bản cáo trạng khủng khiếp về anh Ba, mà sau này chúng tôi biết rằng có nhiều chi tiết không chính xác, nhưng mà thôi đó, chúng tôi nói chung chung thôi, không đánh giá. Và ảnh hưởng của bài viết này nó rất kinh khủng, sắp đại hội đảng rồi, và đại hội đảng như chúng ta đã biết rồi. Sau đó thì anh Ba trở về thành phố Hồ Chí Minh làm người tử tế. Ở đây giai đoạn này chúng tôi nhớ đến câu sấm của Trạng Trình: Oanh sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Đó là Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng khi Trịnh Kiểm lên ngôi rồi thì nhìn xung quanh triều thần rất nhiều người họ Nguyễn anh em với nhau và có công trạng rất lớn nên thanh toán dần dần. Ông Nguyễn Hoàng là một người nhìn thấu cơ trời, rất lo sợ nên nhờ người nhà đến gặp Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm không trả lời gì cả mà nhìn hòn non bộ của mình và lẩm bẩm: Oanh sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Người nhà về báo chú Nguyễn Hoàng biết điều đó, hiểu điều đó và xin cho ông Trịnh Kiểm đi vào trấn thủ Thuận Hóa, một vùng đất rất xa xôi, giặc cướp thổ phỉ đủ thứ hết. Trịnh Kiểm thấy vậy thì không có lo ngại cả, ok ngay, xin lỗi, chuẩn tấu ngay, hồi đó chưa có ok thì chuẩn tấu ngay. Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa và từ dãy Oanh Sơn đó tạo nên sự nghiệp nhà Nguyễn và mở dần đến phương Nam như chúng ta đã biết. Từ ngày thuở mang gươm đi mở cõi, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long, ai về đất Bắc cho ta gửi một chút lòng thương giống lạc hồng. Giống lạc hồng. Thưa quý vị, anh Ba Dũng về thành phố Hồ Chí Minh ở, và anh khác với một số lãnh đạo cao cấp khác về hưu, anh không xuất hiện ở đâu cả, không đi dự hội nghị, không họp mặt, ít, rất ít, và không phát biểu, không lập ngôn, không viết bài gửi báo chí để tự bảo vệ mình, tự bảo vệ những quan điểm của mình gì cả. Anh giữ thái độ im lặng, mà mỗi sáng đi bộ tập thể dục rồi về ghé góc đường Trần Quốc Thảo uống cà phê vỉa hè thôi, y như người bình dân, tất nhiên là có cơ chế bảo vệ, rồi về nhà. Công việc duy nhất của anh là nuôi dạy các con mình và các cháu nội cháu ngoại. Anh Ba Dũng, nhiều người đánh giá, các nhà quan sát đánh giá rằng ông Ba Dũng có lẽ thành tựu lớn nhất của ông Ba Dũng chính là nuôi dạy giáo dục con cái của mình, những người con đều thành đạt và rất ngoan. Ba người con Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Minh Triết đều cũng vậy. Nhiều người bạn chúng tôi gặp Nguyễn Thanh Nghị khi đã là bộ trưởng rồi, đi Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh về mà đi kéo tự kéo vali rồi đi taxi bình thường, kêu taxi đi không có xe gì cả. Nhiều đó hỏi sao lại đây không đi, nó không đi xe công vụ, thì Nguyễn Thanh Nghị nói hôm nào đi công tác thì xe công vụ, còn hôm nay về thăm nhà
nghỉ về thăm nhà nên đi xe bình thường. À, Nguyễn Minh Triết cũng vậy, cũng đi hạng Vietjet, hạng phổ thông, hạng giá rẻ bình thường. À, Nguyễn Thanh Phượng thì chúng ta biết rồi, các anh chị biết rồi, hôm nào chúng tôi sẽ có bài nói chuyện riêng về Nguyễn Thanh Phượng, một doanh nhân thầm lặng và dồn hết sức cho việc từ thiện. Ban đầu cô cũng thích hàng hiệu, túi hiệu, dân dân và dân dân. Người phụ nữ ai cũng vậy, cũng thích đẹp mà, phải không? Nhưng sau đó cô dừng lại những sở thích đó và dùng hết tiền, những tiền thặng dư của mình, dành dụm của mình và chồng làm từ thiện. Không phải là làm từ thiện bình thường, là một thiện quỹ cực lớn thôi anh chị. Thí dụ như là quỹ Like to Love chăm lo cho trẻ em vùng núi bị thiên tai rồi chậm phát triển, làm trường học, nhà ở, chăm sóc sức khỏe. Và cô cũng có cái quỹ Phượng Hoàng đi của mình, tự mình bỏ tiền vào đó, không kêu gọi ai cả, để cũng với mục đích như vậy. Như vậy một quỹ từ thiện có thể nói là với số tiền lớn hàng đầu Việt Nam, lớn đầu Việt Nam. Nhưng cô này thì kín tiếng, tôi không được phép công bố những cái quỹ đó ra như thế nào, mà toàn bộ là tiền riêng của bản thân và gia đình dùng cái đó, tức là cô và chồng cô thôi, chứ anh ba về hưu rồi đâu có tiền gì đâu. Tuy nhiên sóng gió không dừng lại đối với ông ba Dũng, thưa anh chị. Nó có một bức hình rất hay trên mạng xã hội là anh ba Dũng ngồi trên chiếc máy bay nào đó, trong khoang máy bay thì hai bên là những người thân cận của anh, bên ngồi 4-5 người gì đó, đại khái thấy anh ngồi giữa giống như hụt nhân. Thì thời gian đó những người làm báo của chúng tôi, những người quan sát như chúng tôi, lâu lâu là lấy một cây bút lông gạch dấu ít lên một người, tức là người đó đã bị bắt bắt hết thôi anh chị, chỉ còn lại một anh ba mà thôi. Tuy nhiên anh ba vẫn không nao núng, cũng không bào chữa, không nói gì cả. Rồi tất cả thời gian cũng trôi qua, thời gian cũng trôi qua, và hôm nay những ngày gần đây anh ba cũng được Trung ương Đảng và những lãnh đạo tối cao Việt Nam ghi nhận những đóng góp thật sự của mình trong những ngày qua, không chỉ là khi là thủ tướng mà khi anh về hưu, tuy sống trầm lặng thế nhưng anh cũng có những cống hiến đóng góp rất lớn về mặt tham mưu. Tôi chỉ ít ai biết được một điều như thế này, đó là ông Nguyễn Văn Dũng tham gia bộ đội thì rất sớm, ai cũng biết rồi, chưa tới tuổi đi bộ đội rồi, nhưng mà ông là một chiến sĩ tình báo xuất sắc, đã tham gia phá nhiều vụ án gián điệp mang tính kinh điển và trở thành bài học kinh điển cho ngành tình báo quân đội cũng như công an. Và ông Nguyễn Tấn Dũng đã lọt vào mắt xanh của ông Mười Hương, ông tổ ngành tình báo Việt Nam, và ông Mười Hương chính là người đánh giá ông Nguyễn Tấn Dũng rất cao. Họ giới thiệu với Tổng Bí thư Đỗ Mười lúc đó. Tổng Bí thư Đỗ Mười lúc đó lại đưa ra một quan điểm rất mới về lãnh đạo, đó là dân chủ ở cơ sở, tức là chọn lãnh đạo từ cấp cơ sở thấp nhất trở lên. Lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là quân đội trưởng quân đội Hà Tiên trở lên, và đào tạo ngay từ lúc ông Nguyễn Tấn Dũng còn là quân đội trưởng, chứ không phải là lên trên rồi bầu bán đâu, không, từ dưới ra đào tạo. Rồi ông Đỗ Mười chọn người như thế, chứ không chọn thái tử đảng hoặc chọn từ đầu sang, vì ông Đỗ Mười quan điểm đây là những cán bộ thư lại chỉ biết việc trong phòng, phải tìm một người am hiểu thực tế và va chạm với chính trị thì mới có thể lèo lái đất nước trong lúc rất nhiều khó khăn diễn ra như thời gian đó, tù trong giặc ngoài, dân dân và dân dân. Chúng tôi muốn nói với các chị như thế này, chúng tôi không có quyền đánh giá và cũng không đủ tư liệu để đánh giá một con người nào hết, nhất là những nhân vật chính trị, điều đó hãy để cho lịch sử đánh giá. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng không bia cho bất cứ cá nhân nào, chúng tôi chỉ cung cấp cho các anh chị một góc nhìn, một góc tiếp cận mới để cho các anh chị thấy rằng cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta, những người cần lao, những người trí thức và kể cả những lãnh đạo cao nhất cũng không hề do chúng ta chủ động được hoặc do những cá nhân đó chủ động được. Hình như có một ván cờ thiên mệnh nào đó do thiên mẫu chơi với đế thích, đế thiên đế thích hay là gì đó, nó dần xây và nó có những chuyện rất khó hiểu. Vinh rồi lại nhục, nhục rồi lại vinh. Không thể biết được đâu, thưa các anh chị ạ. Thưa các anh chị ạ. Chúng ta hãy nhìn thái độ an nhiên tự tại của ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Út Anh, Lê Hồng Anh và ánh mắt đượm buồn hết sức của ông Vương Đình Huệ trong lần xuất hiện tại đám tang bác Nguyễn Phú Trọng, thì các anh chị sẽ thấy
chính trị nó khó hiểu mà nó đặc sắc như thế nào. Chúng ta không thể dùng những lý luận đúng sai bình thường để đánh giá các nhân vật chính trị và các sự kiện chính trị. Thưa anh chị, thành phố Hồ Chí Minh lúc trước có một nhân vật gọi là quyền thoại về tình báo, đó là ông Nguyễn Võ Danh, tức là anh Bảy Dự. Tôi thì lại là bạn nhậu, cũng là bạn nhậu nữa với anh Nguyễn Võ Hưởng, anh em ra ruột với ông Nguyễn Võ Danh. Anh này thì làm chủ nhiệm hợp tác xã Xuân Lộc ở xã Thanh Lộc hồi đó thôi. Tôi đi dạy trường Thanh Lộc, hai bên quen nhau kết nhau. Anh này sản xuất bia hơi đó, thì mỗi chiều tôi ghé qua thì anh lấy sản phẩm của chính mình, anh em chén với nhau cùng với cán bộ khác vậy thôi. Cho nên có lần tôi gặp tôi và anh Huy Đức có nguy cơ bị khởi tố, cho nên đến gặp ông Tư Khương là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh mà tôi trình bày như thế nào này đại khái đó. Thì ông Tư Khương đồng ý, nhưng mà nói là ông nói là bây giờ người quyết định chính là anh Bảy Dự, ông là phó bí thư thành ủy quyết định hết, lên phải qua bên đó. Thì tôi qua bên văn phòng thành ủy thì thấy ông Bảy Dự đang ở trần mặt xin lỗi các anh chị, mặc quần tà lỏn cho gà ăn. Tôi nghe ngồi tôi kiếm một câu đó làm quen, mình định với ông nói anh Bảy ơi, anh Bảy thấy anh Bảy trẻ hơn anh Út Hưởng nhiều quá anh Bảy. Cái ông nhìn trừng mắt nhìn tôi nói thôi đi ông, tôi biết chuyện của ông rồi, bây giờ mày bữa nào mày có về nhà đến Hóc Môn kiếm tao ít lúa 1-2 kg lúa rồi tao cho mấy con gà này ăn, còn chuyện của mày với Quy Đức để anh tính. Tôi biết, tôi biết là thoát rồi, chạy về. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn nói một ý của anh Bảy Dự, anh nói là trong chính trị và kể cả trong cuộc đời này, không phải đúng là thắng, sai là bại, và đúng sai trong chính trị là do số đông công nhận, chứ không phải bản chất hành vi đó là đúng hay sai. Khi chúng ta làm đúng nhưng mà số đông không công nhận chúng ta, số đông ở đây có thể là đồng chí, là người dân không công nhận chúng ta, thì chúng ta cũng trở thành sai thôi. Thưa các anh chị, này, cuộc đời nó là như vậy. Thưa các anh chị, đầy quyền bí, đầy quyền bí, đầy tính thiên mệnh. Những người gần lao chúng ta cũng không biết ngày mai chúng ta như thế nào. Và kể cả những nhân vật quyền bính nhất trong xã hội này cũng vậy mà thôi. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.